HTVC Gia Đình xin trân trọng giới thiệu một cặp đôi oan gia Lê Yến Thư, Cố Thừa Trạch. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? Có phải câu tiếp theo của anh là tôi giống mối tình đầu của anh không? Thấp kém. Bao nhiêu họ trên đời, tôi chỉ ghét nhất một họ, chính là họ Cố. Số là nhà của tôi đã bị chủ nhà lấy lại rồi. Nên tôi đang nghĩ không biết cô ở tạm nhà anh vài ngày được không? Cô nghĩ có khả năng không? Bất ngờ chuyển từ ghét thành yêu. Anh có muốn làm bạn trai của em không? Những khoảnh khắc ngọt ngào và những trắc trở trong tình yêu. Còn với Lê Yến Thư, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã rồi. Cô rất hiểu sở thích và thói quen của Cổ. Cố Thừa Trạch hoàn toàn không yêu cô. Anh ta đến với cô tất cả chỉ làm theo kế hoạch của bà Cố thôi. Anh xin lỗi, anh không thể cưới em được. Liệu họ có thể cùng nhau vẽ nên một kết thúc đẹp? Đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Mùa Hè Của Hồ Ly, phát sóng lúc 20 giờ hàng ngày, phát lại 15 giờ hôm sau trên HTVC Gia Đình.